Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 12 game. Các bạn của mình phá thử game đầu tiên nha. Turbo, let's go. Rồi, và các bạn có thể nâng cấp cho xe của các bạn. Ok, mình sẽ nâng cấp cái này đi. Rồi, let's go. Mission 2. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. First Aid. Let's go. Thank you.
Map The Risk World. Ok, đây là một map khá là đẹp. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ ba, CR Rushing ha. Let's go. Và đây là một tựa game đua xe khá là hot trong những tháng vừa qua. Các bạn có thể lau lắp về và chơi cùng với mình. Ok. Rush. Let's go. Go Rush. Wow, một nâng cấp thêm vào. Rồi, và bây giờ mình sẽ update. Ok. Thank you.
Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh thứ 3, thứ 4, Bridge Rushing 3. Thứ game này thì có vẻ vào nó hơi lặng một chút, cho nên khi vào game này thì các bạn phải đợi một chút nha. Đấy là một tựa game khá là hay. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh tiếp theo, High School. Start game. Game này các bạn có thể chơi, sau đó thì các bạn sẽ nâng cấp lên. Ở đây thì sẽ đua với 4 người, tổng cộng là 4 người. Các bạn cố gắng để lên vị trí top 1 và cây tiền, sau đó thì sẽ nâng cấp xe lên. Three.
3 người nữa thôi. Wow, vẫn 4 người. Rồi, mình sẽ cố gắng. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo, Traffic Reader. Tốc tối đa của xe này là 101. Các bạn có thể nâng cấp thêm cho xe mình khỏe hơn. Ok. New update. So let's go. Mission 2. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, NFS No Limits. Đợt đua này thì có đua với 2 người nữa. Các bạn cố gắng vượt qua. Đùa một anh chàng đi xe BMW M3 Cruze sản xuất vào năm 1999. Ok. Và bây giờ mình sẽ vào đây tao luôn. Và tiến tới về đích thôi.
Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ 8, The Frank Extreme. Let's go. Quay đầu về hơi khó một chút, có thể phải dùng chế độ này option, control, dùng chế độ này đi. Ok, let's go. Review Restring. Okay. Thank you.
các bạn tránh va chạm vào những chiếc xe này nhá, bởi nếu không thì nó sẽ làm chậm tốc độ di chuyển các bạn. Ok, rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Play, let's go. Đây là một tựa game đỗ xe rất là hay. Nếu các bạn đi không cẩn thận, các bạn sẽ bị đâm. Và chỉ cần chạm vào thôi là các bạn sẽ phải trở lại. Đường nó rất là hẹp. Đổ cua. Ok, tiếp tục đổ cua. Ok, let's go. Này có khó không? Mình thấy đoạn 2 cũng khá là khó rồi. Oh my god, lùi lại đâu. Phanh không kịp. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Ritual Lesson. Try again. Thank you.
chiêm nghi. Wow, bị đẩy ra rồi. Oh my gosh. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Rush round đi ba. Let's go. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.